Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình ngày mới trên sóng truyền hình BRT. Chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ, hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, trẻ con thì rất đáng yêu, người lớn có xu hướng ôm, hôn hoặc là cưng nựng trẻ. Tuy nhiên, theo các khuyến cáo thì những hành động vô ý đó lại mang đến nhiều nguy cơ về sức khỏe cho các em nhỏ và đặc biệt là trẻ sơ sinh. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một vài thông tin hữu ích. Gõ cửa đầu tuần hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng này để bàn luận sâu về một vấn đề đang xôn xao dư luận những ngày qua. Đó là vụ việc một nữ sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Vĩnh Sương, An Giang uống thuốc tự tử nhằm phản đối quyết định kỷ luật của ban giám hiệu trường dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý, giáo dục và cả các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngày mới hôm nay còn thông tin đến quý vị những sự kiện tin tức nổi bật trên thế giới như tình hình sản xuất vaccine ngừa COVID-19, không khí Noel tại một số quốc gia trong mùa dịch. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với vòng quay 24 giờ để cập nhật những thông tin nổi bật đã phát sóng trong các bản tin chương trình thời sự 24 giờ qua trên sóng truyền hình BRT. Bế mạc kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6. Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm. Các siêu thị trên địa bàn tỉnh chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Triển vọng mới từ giống cá chình hoa. Cần công khai vi phạm về an toàn thực phẩm trong trường học. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 đã bế mạc vào hôm qua. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng điều hành phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc còn có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với ông Huỳnh Văn Danh, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đã được điều động giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Dung, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, đã nghỉ hưu theo chế độ. Kỳ họp cũng bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua nghị quyết công nhận kết quả chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công Thương. Các đại biểu kỳ họp cũng thông qua 41 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, Hội đồng Nhân dân thống nhất mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP không tính dầu thô và khí đốt 7%, tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 65.904,9 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Song song đó, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, rà soát, thu hồi các khoản thuế nợ động, hạn chế thất thoát thuế, chống trốn thuế, thực hiện các chính sách kích cầu tiêu dùng để nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục chương trình là phần thông tin kinh tế. Thưa quý vị, mặc dù vấp phải sự phản đối của hàng trăm lái xe GrabBike, nhưng Grab Việt Nam vẫn bảo lưu tăng tỷ lệ khấu trừ tính trên doanh thu cuốc xe. Trước tình hình trên, Tổng cục Thuế đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Theo tính toán của một số chuyên gia tài chính, với việc tăng 5% giá cước, tăng mức khấu trừ với lái xe lên 27,27%, phần chênh lệch này được Grab đẩy sang khách hàng và lái xe. Khách hàng sẽ phải trả cước nhiều hơn, trong khi thu nhập lái xe nhận về sẽ giảm từ 1,5 đến 4,5%. Về phía Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cho rằng Grab đã tính toán để kéo mọi quyền lợi cho mình. Trước thực tế trên, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, tài xế lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh, từ đầu năm đến nay, Cục đã phát hiện 42 vụ vi phạm trong kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm, đã xử lý 40 vụ với tổng số tiền phạt hơn 286 triệu đồng.
trị giá hàng tịch thu hơn 21 triệu đồng. Ngoài ra, Cục còn phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 406 cuộc về an toàn thực phẩm, trong đó phát hiện 30 cơ sở vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là kinh doanh gia cầm tại điểm không được phép, không đeo bao tay khi tiếp xúc với thực phẩm chính, nơi chế biến bảo quản thực phẩm có côn trùng xâm nhập. Các đoàn kiểm tra đã phạt tiền 24 cơ sở với số tiền 143 triệu đồng và nhắc nhở 6 cơ sở. Sở Công Thương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường các biện pháp, giám sát việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm, các tiêu chí đánh giá ô nhiễm về vi sinh, hóa học để cảnh báo sớm tới cộng đồng. Song song đó, Sở duy trì và nhân rộng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn và nhân rộng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng chất cấm, tồn dư kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và có biện pháp xử lý nghiêm, tạo được sự răn đe đối với cơ sở vi phạm. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu mua sắm cao, hàng hóa nhiều, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng cũng như nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, Sở cũng khuyến cáo người dân nên mua hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm khó lường, các cấp các ngành địa phương, doanh nghiệp và đa số người dân trên địa bàn tỉnh luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa. Hiện tại, các siêu thị, trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh vẫn triển khai nghiêm ngặt quy định. Người dân khi đến tham quan, mua sắm đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại hệ thống Co-opmart trên địa bàn tỉnh, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, tất cả khách hàng đến mua sắm đều được nhân viên siêu thị nhắc nhở đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch vệ sinh kháng khuẩn và đảm bảo cự ly giãn cách theo quy định. Cũng chủ động là phòng ngừa cái dịch bệnh, cho nên là tại các quầy, các tính tiền đều có chuẩn bị sẵn cái dung dịch rửa tay sát khuẩn và người dân đều phải thực hiện đúng là khi khách hàng tới, họ phải là rửa tay và đo thân nhiệt và chấp hành là đeo khẩu trang. Và họ cũng rất đồng tình với lại đơn vị trong việc đó để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cho cộng đồng. Ngoài việc duy trì đo thân nhiệt, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào mua sắm, Lotte Mart còn tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa nội bộ, nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa dịch bệnh cho nhân viên lẫn khách hàng. Khi mà khách hàng đến khu vực mua sắm của Lotte, thứ nhất là họ phải đeo khẩu trang, thứ hai là được cung cấp những cái dung dịch sát khuẩn, và đồng thời là có đọc loa thông báo thường xuyên nhằm tuyên truyền cho khách hàng hiểu cái việc mà khi mà tới những nơi công cộng thì họ phải tự trang bị, tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cho cộng đồng của mình. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 và tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, nên hầu hết người dân khi đến tham quan mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đều chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ cho mình và cộng đồng. Đi ra công cộng thì mình cứ giữ khoảng cách an toàn như những người khác, rồi đeo khẩu trang, rồi trang bị thêm nước rửa tay riêng của mình cũng được. Còn thường mình đi siêu thị như vậy thì cũng có nước rửa tay của siêu thị rồi thì mình dùng ở bên đó cũng được. Nói chung là giữ vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên rửa tay. Phòng dịch hiệu quả, an toàn trên hết vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Chỉ khi tất cả mọi người nghiêm túc chấp hành các quy định phòng ngừa thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Mọi người và cộng đồng sẽ luôn được bảo vệ an toàn. Thưa quý vị, nhờ chất lượng thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng được ví như nhân sâm dưới nước, nên cá chình hoa được xem là loài cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, nuôi cá chình hoa thì không dễ bởi vì thời gian nuôi dài, khó chăm sóc. Tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, hiện có một mô hình nuôi cá chình hoa mới triển khai được 3 năm nhưng đã cho thành công. Điều này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội cho nhiều nông dân nuôi cá của tỉnh nhà. Cá chình hoa có tên khoa học là Aguila marmorata, có giá trị dinh dưỡng cao nên được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Tại Việt Nam, công nghệ nuôi loài cá này được nhiều đơn vị nghiên cứu. Trong đó, công nghệ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 được đánh giá cao hơn, từ ươm giống cho đến nuôi thương phẩm. Tại xã Bông Trang, năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tam Nông đã nhận đặt hàng dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình ươm nuôi cá chình hoa giống và thương phẩm đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ. Dự án có tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, trong đó hơn 3,4 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự án nuôi theo hai hình thức, trong bể xi măng và nuôi trong ao đất.
Để dự án đạt kết quả, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tam Nông đã thiết kế hệ thống ao nuôi cá chình theo tiêu chuẩn kỹ thuật chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3. Theo đó, khu nuôi cá trong bể xi măng rộng 1.200 m², được chia thành 12 bể, mỗi bể có dung tích 70 mét khối. Cá sống hoàn toàn bằng nguồn nước tự nhiên, được khai thác từ nước mặt của hồ sông Hỏa. Con giống được lựa chọn kỹ càng, áp dụng kỹ thuật nuôi khoa học, nên tỷ lệ sống lên đến 90%. Trong lần nuôi thử nghiệm đầu tiên, công ty Việt Tam Nông thả nuôi 54.000 con. Sau chu kỳ nuôi từ 20 đến 24 tháng, năng suất cá đạt từ 20 đến 22 tấn một hecta. Hiện công ty đã bắt đầu thu hoạch cá, trọng lượng trung bình mỗi con đạt 1 kg, với giá bán từ 520 đến 550 ngàn đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, công ty thu lãi 100 ngàn đồng một kg. Sau một thời gian mà nuôi nghiên cứu thì mình thấy thứ nhất là về chất lượng của cá trình nó rất là ngon và tốt. Thứ hai nữa là cái thị trường nó rất là tiềm năng. Rất là nhiều người, nhiều khách hàng, các nhà hàng, khách sạn người ta rất là ưa chuộng về cái dòng thịt của cá này. Nên là cái chi phí đầu tư cũng không quá cao. Nên là sau một thời gian triển khai dự án thì mình quyết định là sẽ đầu tư và mở rộng ra thêm mô hình nữa. Ngoài nuôi cá trình hoa trong bể xi măng, công ty Việt Tam Nông cũng triển khai nuôi trong ao đất với diện tích 2 hecta. Với phương pháp này, cá được nuôi hoàn toàn tự nhiên nên chi phí đầu tư thấp, song tỷ lệ hao hụt cao hơn. Cái dự án này cũng là một cái dự án cũng đáng quan tâm của địa phương, có thể là nhân rộng. Và đối với cái con cá này đó, đặc tính của nó là nó có thể là nó trườn, nó bò, nó thoát ra ngoài ao. Nếu như cái ao mà không có những cái hệ thống lưới vây đó thì cái khả năng mà chúng ta bị thất thoát là rất là lớn. Đánh giá về tiềm năng và lợi thế phát triển mô hình nuôi cá chình hoa tại xã Bông Trang, Hội đồng thẩm định dự án ươm nuôi cá chình hoa giống và thương phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, mô hình này giúp khai thác hiệu quả tài nguyên mặt nước, đồng thời đa dạng mô hình nuôi thủy sản, qua đó giúp nông dân nuôi cá tỉnh nhà phát triển sinh kế một cách bền vững, hiệu quả hơn. Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, bắt đầu từ năm sau 2021, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là nội dung được thực hiện theo quyết định 411 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ đưa việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để đảm bảo cho việc đăng ký theo cách mới này diễn ra thuận lợi, Bộ đã triển khai nhiều văn bản điện tử từ quản lý lịch làm việc, phòng họp, cấp chữ ký số, tích hợp việc thanh toán trực tuyến, thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hiện tại, Bộ đã số hóa, gắn mã định danh cho tất cả đối tượng cần quản lý, gồm 53.000 trường học, gần 24 triệu hồ sơ học sinh, 1,4 triệu hồ sơ giáo viên trên cả nước. Sở Giáo dục Đào tạo vừa có chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể căng tin. Trong đó, bếp ăn tại các trường học trên địa bàn phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ. Không để sót, không có đơn vị, không đảm bảo an toàn thực phẩm, được phép hoạt động. Theo chỉ đạo của sở, các cơ sở giáo dục phối hợp với phòng y tế các huyện, thành phố và thị xã, tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học trên địa bàn. Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Thưa quý vị, nhằm khơi dậy đam mê và kỹ năng sáng tạo của học sinh, thời gian qua ngành giáo dục tỉnh đã quan tâm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, qua đó giúp các em có cơ hội thể hiện đam mê và tài năng của mình. Trong đó, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền là một ví dụ điển hình. Nhiều ý tưởng sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn của học sinh của trường đã đạt được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. Đây là thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị của em Phạm Thị Thùy Trang, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền.
Thiết bị này có kích thước nhỏ gọn nhưng lại giống như một chiếc hộp thần kỳ, tích hợp nhiều chức năng, có thể phát thông tin song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp học sinh khiếm thị học bảng chữ cái, học toán dễ dàng và hiệu quả. Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng nguồn điện thấp hoặc pin dự phòng nên rất an toàn cho người dùng. Hữu dụng, thiết thực, chi phí sản xuất đại trà chỉ khoảng 700.000 đồng một thiết bị. Mô hình của Thùy Trang đã giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh năm 2020 và vừa ẵm luôn giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quốc gia. Trong một đợt, em được đi tham quan tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, tại thành phố Hồ Chí Minh, thì vô tình em thấy được các bé khiếm thị học bảng chữ cái rất là khó khăn, đặc biệt là tính toán, các bé vẫn chưa biết được là kết quả của mình bao nhiêu để ghi vào vở. Còn đối với toán hình thì các bé vẫn chưa nhận dạng được hình ảnh hình học là như thế nào. Và xuất phát từ thực tế trên, em đã cùng giáo viên hướng dẫn bắt tay biện cứu tạo ra một sản phẩm, đó là thiết bị học bảng chữ cái, học toán dành cho người khiếm thị. Xuất phát từ suy nghĩ, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sơ sinh cũng là góp phần bảo vệ sức khỏe cho cha mẹ các em. Nguyễn Ngọc Phú và Huỳnh Công Hiếu, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, đã chế tạo ra chiếc nôi thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng kỹ thuật số, giúp các bé dễ ngủ và ngủ sâu hơn mà không cần cha mẹ kề bên. Theo đó, thiết bị này có chức năng lọc không khí bên trong nôi, tạo môi trường sạch sẽ và thoáng mát cho trẻ ngủ ngon. Và chiếc nôi thông minh đã đạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019. Công dụng chiếc nôi thông minh của em là ở dưới nệm, thiết bị của em sẽ có chức năng là làm ấm khi mà trời lạnh. Và đồng thời là trong thiết bị của em là có thêm một thiết bị lọc không khí, giúp không khí ở trong chiếc nôi của bé nó trở nên thoáng mát. Và ở dưới phần nệm của chúng em thì có trang trí một con cảm biến đo độ ẩm và có cả thậm chí có cả camera để quan sát bé. Để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sáng tạo trong học sinh, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang đã thành lập câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho các em có cơ hội thỏa sức thể hiện tài năng và đam mê của mình. Ngoài việc được trường hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, câu lạc bộ còn nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn của giáo viên khi các em có đề tài nghiên cứu khoa học. Niềm đam mê tụi em sẽ có sẵn và khi vào câu lạc bộ, thứ nhất là chúng em sẽ hoạt động tập thể, sẽ có những người lớn, ví dụ như giáo viên hướng dẫn hay là giáo viên hỗ trợ cho em thêm kiến thức để hoàn thiện đề tài và giúp đỡ lẫn nhau để tạo ra những cái đề tài và tụi em có thể là tăng thêm kiến thức và cái khả năng làm việc với nhau. Từ năm học 2016-2017 đến nay, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang có 5 dự án đạt giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quốc gia, gồm một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và một giải khuyến khích. Trong năm học này, trường có 3 sản phẩm tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Nhà trường cũng đã hỗ trợ cho các em về cái quỹ thời gian này, tạo về cái cơ sở vật chất cho các em để cho các em có cái nơi để các em thực hành, các em tạo thí nghiệm. Rồi trong những cái các bạn mà tham gia câu lạc bộ thì ngoài cái việc mà kiến thức là các bạn nắm được về cái kiến thức về cái sản phẩm thì các bạn đã làm được cái thao tác về nắm rõ hơn về cấu tạo nguyên lý hoạt động của các trang thiết bị nè, rồi cũng có thể lập trình về Arduino đó, thì các bạn làm rất là tốt trong cái câu lạc bộ này. Niềm vui lớn nhất của thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang là thông qua nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật, các em học sinh đã biết cách vận dụng kiến thức mình nhận được từ nhà trường, từ các nguồn tài liệu khác nhau, giúp các em làm quen với phương pháp làm việc khoa học, phương pháp tự học, tự tìm kiếm tri thức thông qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Từ đó, các em sẽ chủ động hơn trong việc chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng phục vụ cho học tập và cuộc sống để tạo ra những đề án thiết thực hay những sản phẩm cụ thể có ích cho cộng đồng. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức thông tin về đề xuất điều chỉnh nội dung nhiều cuốn sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, ngày 30 tháng 11, Bộ này nhận được văn bản báo cáo công tác rà soát sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong báo cáo này, Nhà xuất bản đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong sách giáo khoa tiếng Việt 1 thuộc 4 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, như cắt giảm, chỉnh sửa một số câu chữ trong một số văn bản để giảm số chữ để học sinh không phải đọc văn bản quá dài.
giảm hoặc thay thế một số từ ngữ khó, giảm yêu cầu để không gây quá tải khó khăn cho học sinh trong quá trình học theo sách giáo khoa. Đưa tin về sách giáo khoa lớp 1, báo Thanh Niên cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định việc ra soát, điều chỉnh sách giáo khoa là trách nhiệm của nhà xuất bản cùng tác giả theo quy định. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hoạt động này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà phổ biến ở cả các quốc gia khác. Đây là những nội dung do đội ngũ tác giả chủ động ra soát trên cơ sở lắng nghe phản ánh của dư luận nhằm điều chỉnh từ ngữ trong một số câu văn để nội dung được hay hơn, điều chỉnh số lượng âm vần trong một số bài học để giảm tải khối lượng kiến thức học sinh cần tiếp nhận trong bài học đó, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức dạy và học. Được biết, 4 bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa chiếm khoảng 70% thị phần sách giáo khoa lớp 1 mới. Thông tin về việc cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng được di lý từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để xét xử về sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương trong phiên tòa hôm nay 14 tháng 12 được nhiều báo đăng tải. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 24 công ty, cá nhân với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bộ Giao thông Vận tải được xác định là bị hại trong vụ án. Hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người liên quan. Riêng ông Thăng có 6 luật sư. Theo báo VN Express, Tòa án Nhân dân TP.HCM dự kiến xét xử vụ án sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương từ hôm nay 14 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12. Chủ tọa phiên tòa là Phó tòa hình sự Huỳnh Văn Trực. Ngoài hội đồng xét xử 5 người, còn có một thẩm phán dự quyết. Thưa quý vị, những ngày qua dư luận chưa hết xôn xao về vụ nữ sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh bị đánh trọng thương khi va chạm giao thông, thì một vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra tại tỉnh Tây Ninh. Một nữ sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Chà Là, Tây Ninh đang trên đường đi học và quẹt giao thông nhẹ với một nữ công nhân, sau đó đã bị hành hung đến nhập viện, khâu 3 mũi ở đầu, sưng cổ chân và tinh thần hoảng loạn. Nữ sinh này đã được người dân đưa đi cấp cứu tại trạm xá và chuyển lên bệnh viện Lê Ngọc Tùng điều trị với vết thương ở đầu, chân và tinh thần hoảng loạn. Hiện công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý vụ việc. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, lúc 7 giờ ngày 12 tháng 12, một nữ sinh lớp 10 trường trung học cơ sở Chà Là, tỉnh Tây Ninh đang chạy xe đạp điện trên đường đi học thêm. Đến gần khu công nghiệp Chà Là đã va quẹt với một nữ công nhân đang đi bộ qua đường, làm cả hai té ngã, xây xát nhẹ. Sau vụ việc, chồng của nữ công nhân làm gần đó đã chạy ra và dùng tay đánh vào mặt và đầu nữ sinh. Sau đó đạp nữ sinh rớt xuống hố sâu ven đường. Thưa quý vị, những ngày qua, việc một nữ sinh lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang uống thuốc tự tử để phản đối quyết định kỷ luật của trường đã làm xôn xao dư luận cả nước. Theo thông tin ban đầu, em nữ sinh này nhiều lần bị giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nhắc nhở về các lỗi vi phạm như mặc áo mỏng, đi xe phân khối lớn, đồng thời mời phụ huynh lên làm việc. Ngoài ra, mặc dù nữ sinh này chỉ xin đi học phụ đạo một môn, tuy nhiên khi thu tiền, giáo viên vẫn bắt em đóng đủ các môn còn lại. Do ức chế nên em nữ sinh này đã chọn cách tiêu cực nhất là tự tử, nhưng may mắn là em đã được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Dù sự thật của vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng theo các chuyên gia giáo dục, các trường cần phải thay đổi, chấn chỉnh lại cách hành xử lẫn kỷ luật học sinh, sao cho vừa đảm bảo tính răn đe, vừa đảm bảo tính giáo dục hiệu quả. Nhận thấy khi tiếp xúc với gia đình học sinh, thái độ cô chủ nhiệm rất khác với khi nói chuyện với mình, nên em đã dùng điện thoại để ghi âm lại lời của cô giáo làm bằng chứng, nhưng đã bị phát hiện và quy kết vào lỗi sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Sau đó em bị nhà trường nêu tên trong lễ chào cờ và bị cấm túc 2 tuần, tức là phải học lại bài học đạo đức và phải lao động trong trường. Theo dõi thông tin vụ việc nữ sinh An Giang tự tử vì nghi bị trường và giáo viên chủ nhiệm áp dụng hình thức kỷ luật quá khắt khe, khiến em bị tổn thương trước bạn bè, các học sinh trung học phổ thông trong tỉnh đều bày tỏ sự cảm thông, đồng thời mong muốn hình thức kỷ luật nêu tên trước cờ và cấm túc học sinh sẽ không còn tồn tại trong môi trường giáo dục. Nếu mà bị nêu tên trước cờ và bị cấm túc học như vậy thì em nghĩ cũng rất là nặng nề và rất là áp lực về mặt tinh thần của em. Nếu mà em bị nhận những cái hình thức đó giống như bạn đó mà đối với em thì em thấy là bản thân mình sẽ bị thiếu tự tin, rồi có thể là bị xấu hổ, rồi không có đủ bản lĩnh để tới trường gặp mặt bạn bè nữa. Nếu mà em nhận được những cái chỉ trích cũng như là những cái hành động mà giống của bạn ấy đã nhận được đó, thì em cảm thấy là mình sẽ được bị coi như là bị bỏ rơi,
và về mặt tinh thần của em là có thể em sẽ bị trầm cảm. Bên cạnh việc phản đối cách kỷ luật của trường Trung học phổ thông Vĩnh Sương, tỉnh An Giang, các em cũng không đồng tình với cách nữ sinh An Giang chọn để phản đối quyết định của giáo viên và nhà trường là tự tử. Theo em thì bạn ấy chọn cách giải quyết là tự tử, thì em thấy là không nên. Tự tử là cách giải quyết rất là tiêu cực. Dẫu chia sẻ với gánh nặng áp lực về thành tích, chất lượng giáo dục mà các đồng nghiệp trường Trung học phổ thông Vĩnh Sương phải đối mặt, nhưng các giáo viên trên địa bàn tỉnh cũng không ủng hộ cách giải quyết cứng nhắc, thiếu sự cảm thông chia sẻ với hoàn cảnh học sinh. Bởi cách làm này rất dễ khiến học sinh trở thành nạn nhân của bạo lực tinh thần. Các em đang ở cái lứa tuổi nó còn non nớt, nó có những cái sai lầm, nó có những cái va vấp, nó không có đúng. Thì mình, đáng lẽ là mình nên có những cái biện pháp nó tích cực hơn, mang tính chất giáo dục nhiều hơn. Chúng ta không nên là kỷ luật học sinh trước toàn trường, không nên nêu cái đích danh tên của học sinh trước toàn trường để làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là cái tư tưởng của học sinh. Khi học sinh có cái lỗi vi phạm nội quy thì nhất là giáo viên chủ nhiệm là cái người chịu trách nhiệm trực tiếp đầu tiên trong cái việc là giáo dục học sinh, thì nắm bắt cái tình hình, những cái khó khăn của học sinh, tìm hiểu học sinh, phải phối hợp phụ huynh để xác định xem là học sinh vi phạm như vậy là vì cái lý do gì, các em gặp những cái khó khăn gì, để từ đó mình có cái biện pháp tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ để các em khắc phục. Theo các chuyên gia tâm lý và nhà quản lý giáo dục, thì sự việc nữ sinh An Giang chọn cách làm tiêu cực để phản đối quyết định kỷ luật của nhà trường là một bài học kinh nghiệm đắt giá cho ngành giáo dục. Đây là lúc để cả ngành và các giáo viên nghiêm túc hơn trong việc thực hiện thông tư số 32/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Theo đó, thông tư này có nhiều quy định tiến bộ như bỏ hình thức kỷ luật học sinh bằng việc phê bình trước lớp, trước trường và cảnh cáo ghi học bạ. Thay vào đó, yêu cầu giáo viên phải sử dụng các hình thức kỷ luật tích cực để học sinh nhận thức vấn đề, từ đó điều chỉnh, sửa đổi hành vi của mình. Khi sự việc đã xảy ra như vậy, thì bản thân trước hết tôi thấy cán bộ quản lý ở trong các nhà trường cũng như giáo viên của các nhà trường phổ thông thì chúng ta cũng phải có những điều phải rút kinh nghiệm về cách quản lý, cách giáo dục và tác động học sinh như thế nào để có được sự tác động tích cực nhất. Học sinh là lứa tuổi mà trung học cơ sở và trung học phổ thông thì các em ở giai đoạn này là các em đang rất nhạy cảm với những cái lời nhận xét khen chê. Nếu như mà học sinh có lỗi và thầy cô bình tĩnh và góp ý một cách nhẹ nhàng và xuất phát từ tình yêu thương của thầy cô thì có lẽ là cái việc đó nó sẽ giúp học sinh tiến bộ. Đấy, nhưng mà cái cách ứng xử của thầy cô không bình tĩnh và đôi khi là chế nhạo học sinh thì cái điều đó nó gây cho học sinh một cái sự bất mãn. Thông tư số 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo được xem là bước tiến, góp phần làm giảm tình trạng học sinh bị bạo hành về thể chất và tinh thần ở trong trường học, giúp học sinh tránh rơi vào cảnh xấu hổ, ngại với bạn bè trong lớp, trong trường, khi bị phê bình rồi dẫn đến những hành vi tiêu cực. Mong mỏi nhất của học sinh là thầy cô thấu hiểu, không áp đặt suy nghĩ lên học trò, để các em có cảm giác được tin tưởng, được thương yêu, sẻ chia, qua đó học tập và rèn luyện tốt hơn. Thưa quý vị, hôn là hành động thể hiện tình cảm giúp gắn kết giữa người này với người khác. Tại phương Tây thì việc ôm hôn khi gặp nhau được xem là một nét văn hóa đặc trưng. Còn đối với phương Đông thì nụ hôn giữa người khác phái kín đáo hơn, nhưng có một thứ rất phổ biến, đó là ôm hôn trẻ em. Vâng, và đây được xem như là thói quen văn hóa của người Việt Nam trong việc thể hiện tình cảm, sự yêu thích đối với trẻ em. Tuy nhiên, hành động này được các bác sĩ khuyến cáo không nên vì có thể gây bệnh cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Lý do là vì khác với người lớn có hệ miễn dịch cao thì hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh rất yếu, lại chưa được tiêm phòng đầy đủ. Vậy làm thế nào để bảo vệ con trẻ trong khi việc ôm hôn trẻ đã được xem là văn hóa, là thói quen của người Việt? Đó là nội dung chia sẻ của bác sĩ Vương Quang Thắng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bà Rịa. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa bác sĩ, thì cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình là thường cưng nựng trẻ em và đặc biệt là hôn trẻ em, nhưng có rất là nhiều khuyến cáo nói rằng là không nên làm điều đó. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là lý do vì sao không ạ? Em bé sơ sinh đó thì cái đề kháng nó kém lắm và nó non yếu, cho nên thường người chỉ có người mẹ chăm sóc thôi. Mẹ chăm sóc, và nếu người trong gia đình bố hay là bà, những người chăm sóc trong gia đình đó mà nếu mà đang bị mắc những cái bệnh cảm cúm thì tuyệt đối nên tránh, từ em bé nó có thể bị viêm đường hấp trên rồi từ đó chỉ viêm phổi sơ sinh rất là nặng, và để sơ sinh chưa có đề kháng cho nên nó cần phải qua một tháng rồi đó mới được chích ngừa, rồi sau thời gian nó mới có tạo đề kháng, mặc dù nó được kháng thể của mẹ cho được bảo vệ trong 6 tháng đầu, nhưng mà kháng thể đó cũng là kháng thể thụ động thôi nên cũng chưa là chắc chắn. Ví dụ người lạ thì thấy em bé dễ thương quá thì hôn, thì khi mà nếu mà người ta bị mắc cái bệnh thì đầu tiên dù ta bị lao, người ta ho đó thì rất là nguy hiểm, từ có thể ta truyền vi khuẩn lao cho bé qua đường hấp, và những cái bệnh khác như là bạch hầu được chẳng hạn, hay là người lớn người ta trong niêm mạc mũi họ có thể nhiễm vi khuẩn não mô cầu, vi khuẩn HB, viêm dạ dày tá tràng, hoặc là trường hợp có thể viêm lăng CVB. Thưa bác sĩ, thì theo bác sĩ thì để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ thì chúng ta cần phải thể hiện cái tình cảm như thế nào là đúng cách ạ? Nếu mà mình hàng ngày mình chăm sóc, mình hôn em bé, vuốt ve nó thì nó giúp cho nó mau lớn, giúp cho nó được yêu thương, nó giúp cho nó được phát triển về tâm thần kinh nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà người mẹ đang bị cảm cúm thì cũng không nên hôn em bé, khi mình hôn như vậy á nguy cơ mà sẽ lây bệnh cho em bé, và nên mình mang khẩu trang khi chăm sóc bé. Thường ta hôn con á, người ta chỉ hôn ngay trên trán nó thôi, hôn trên má, hôn bằng tay và lại hôn lên thân thể nó để nựng nịu nó, cho nó kích thích cho nó cười, nó vui thôi. Nên nói tóm lại là chỉ hôn trẻ sơ sinh khi người đó là hoàn toàn khỏe mạnh và người thân thôi, còn người lạ thì không có được cho hôn. Thật ra chúng ta cũng không nên quá kỹ lưỡng, tại vì khi em bé nó phải sống đa dạng, nó tiếp xúc như vậy thì nó khi nó bị tập nhiễm những cái môi trường tạp nhiễm vi khuẩn virus các cái bệnh thì nó mới tạo ra một cái đề kháng chủ động cho nó. Ví dụ hôm nay chúng ta bệnh cúm đi, thì qua cái bệnh cúm đó thì cơ thể chúng ta sẽ tạo được kháng thể, làm sao chúng ta bị cúm thì chúng ta sẽ bị nhẹ hơn và không bệnh. Chứ còn nếu mà chúng ta quá kỹ, chúng ta ở cái môi trường hoàn toàn biệt lập thì khi ta tiếp xúc với một tác nhân gây bệnh thì chúng ta rất dễ bị bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích này ạ. Thưa quý vị, dẫu biết rằng việc hôn trẻ hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thương, nhưng chúng ta sẽ không mong việc cách thể hiện đó mà gây nguy hại cho con trẻ. Chính vì vậy, thay vì hôn thì chúng ta có thể nắm tay, tất nhiên là sau khi đã rửa tay thật sạch trước khi chạm vào bé, hoặc là bằng những cách an toàn khác. Chúng ta hãy trao yêu thương, không trao vi khuẩn để dành những điều tốt đẹp nhất cho các búp trên cành, thưa quý vị. Những thông tin về thị trường nông sản sẽ tiếp tục chương trình Ngày Mới sáng nay. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì nhiều mặt hàng đang tăng giá nhẹ, tạo thêm động lực cho bà con nông dân trong dịp cuối năm 2020 này. Tại Lâm Đồng, giá cà phê đang được thu mua ở mức 32.500 đồng một ký. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, cà phê cùng có mức giá 32.900 đồng một ký. Còn tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay trong khoảng 32.700 đến 32.900 đồng một ký. Vì vậy, giá cà phê đã tăng 1.000 đến 1.200 đồng một ký ở các vùng trồng trọng điểm so với tuần qua. Sau một tuần có xu hướng giảm nhẹ, giá tiêu trong nước vừa tăng trở lại, lấy lại mốc cao nhất 58.000 đồng một ký. Cụ thể, tại hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hiện được thu mua với mức 56.000 đồng một ký. Tại Gia Lai là 55.000 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 58.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký, cao nhất cả nước. Giá heo hơi miền Bắc tăng mạnh tại hầu hết các tỉnh thành với mức điều chỉnh tăng 1.000 đến 3.000 đồng một ký, ghi nhận khoảng giá từ 67.000 đến 72.000 đồng một ký. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký so với tuần trước, dao động trong khoảng 68.000 đến 71.000 đồng một ký. Còn tại miền Nam, giá heo hơi vừa tăng giảm trái chiều từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, dao động trong khoảng từ 68.000 đến 71.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14 tháng 12, ở phía bắc nước ta đang chịu tác động của đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, có thể gây rét đậm trong những ngày tới. Hiện không khí lạnh đang di chuyển dần xuống phía nam và sẽ gây mưa đều khắp cho các khu vực trong tỉnh trong những ngày tới, nhưng lượng mưa nhỏ và thường không kéo dài. Hôm nay khu vực tỉnh vẫn duy trì nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.
trong vài ngày tới khi không khí lạnh di chuyển sâu xuống phía Nam, khiến nền nhiệt giảm và xuất hiện cảm giác se lạnh về đêm. Do đó, các bậc phụ huynh lưu ý đảm bảo đủ ấm cho con em mình khi ra đường vào thời điểm sáng sớm và tối. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, độ ẩm tương đối 86%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Trong những ngày tới, thời tiết biển chuyển xấu dần do tác động của không khí lạnh tăng cường. Tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 12 năm 2020, mực nước cao nhất 425cm xuất hiện lúc 0 giờ 30 phút, thấp nhất 80cm xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị cũng là những điều quý vị quan tâm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.